Độc Oan chỉ có ở concert anh tài, đi đu idol nhưng trên tay cầm bảng lương, hóa đơn tiền điện để kiểm tra, giáo chỉnh. Được hô biến thành công chúa xuất hiện ngay trên sân khấu. 20.000 khán giả trẻ cùng hòa giọng ca vọng cổ, fan diện Việt phục đu idol. Diễn ra cùng ngày với concert của Sehi nhưng Chông Gai cho thấy sức mạnh của mình khi thu hút tận 20.000 khán giả đến với chương trình. Và đó là chưa kể những gai con không có vé vào sân, phải đứng ở khu vực xung quanh để hóng ké. Sau chương trình, các gai con may mắn được vào sân cổ vũ các anh tài đều đã có những chia sẻ rất thú vị về concert, những điều mà chưa chắc ở concert khác đã có. Sẽ chẳng ai ngờ tới việc các khán giả, những người hâm mộ tới concert để đu idol lại nhận được toàn những giấy tờ liên quan tới chuyện cơm áo gạo tiền hay học hành. Nào là hóa đơn tiền điện, bảng lương, để kiểm tra tiếng Anh, giáo trình luật, bài lý bằng tiếng Anh. Tưởng đâu fan mang bài tới để học, mang bảng lương, hóa đơn tiền điện tới để nhắc nhở bản thân sau concert cố mà cày bừa kiếm tiền đu tiếp concert ở Hà Nội, nhưng không. Thật ra đó chỉ là mặt trước thôi, còn mặt sau của những tờ giấy này là để fan ghi lời bài hát. Quả là một sáng kiến tuyệt vời, vừa tiết kiệm, lại có thể vừa đu idol vừa học. Không chỉ tài liệu mang vào concert, các gai con còn được trải nghiệm nhiều điều thú vị mà không phải concert nào cũng có. Lơ ngơ là những fan may mắn được mời lên sân khấu làm công chúa hay hóa nhân vật trong Beanbox. Khoảnh khắc một bạn fan chia sẻ hình ảnh từ cự ly rất gần với Subin Hoàng Sơn ngay trên sân khấu đã làm những fan ở nhà, những fan ngồi dưới khán đài phải ghen tị. Đúng là đu idol quốc nội nó có cái hay thật. Kể ra từ trước tới nay, chưa một concert nào ở Việt Nam mà 20.000 fan đến để cùng idol ca vọng cổ. Nhiều fan đã phải nổi da gà khi những giai điệu đầy tự hào của dân tộc đã được cất lên như trống cơm, chiếc khăn phiêu, đào liễu. Trong khi đó, có một số người hâm mộ khi đến với concert đã diện hẳn Việt phục, mang tới những hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Giống như những gì nghệ sĩ Tự Long đã nói, giá trị truyền thống là giá trị của sự kết nối. Đừng nói người trẻ ngày nay không yêu dân tộc, không yêu truyền thống, họ yêu nhiều lắm. Concert của Chông Gai đã một lần nữa khẳng định người hâm mộ Việt Nam luôn yêu mến những giá trị truyền thống, chỉ là có hay không nơi họ được thể hiện điều đó, và concert Chông Gai chính là nơi như vậy.